Người con gái đắp thép Củ Chi kìa. Biết rồi, biết đắp thép rồi. À, chuyện này ghê quá luôn á. Người con gái đắp thép Củ Chi là mọi người biết ai không? Biết ai rồi gì cả nhà? Là Mì Tôm á. Mì Tôm bãi con Mì Tôm nó ngồi nó live stream. Cái người ta hỏi nó là cái gì, em cố gắng lên, em còn nhiều người ủng hộ, em bị sóng gió. Đúng rồi, bị sóng gió dùi dập dữ lắm. Đúng rồi, oan lắm, oan oan mà, đâu có ai nói mày không oan đâu. Mì Tôm Củ Chi mày là mày oan dữ lắm, hiểu không? Oan rồi các kiểu. Để mình đọc mấy cái bình luận ở dưới cái video của nó ha. Khi con Hồng Loan lên mộ khóc, tôi thấy tội nghiệp quá vì bị cô độc trong gia đình khi cha vừa bị mất, bên kia tranh chấp vô lý. Tôi thương cho hoàn cảnh Hồng Loan lúc đó vì nghĩ bên kia họ ghê gớm quá thì Hồng Loan sẽ khó khăn khi hợp thức quá giấy tờ nhà. Giấy tờ nhà người ta người ta cha người ta giao cho người ta từ 8 kiếp rồi. Mắc cái gì mà mày phải ngồi mày lo cho người ta tào lao, lo cho cái gì? Vì bên kia ghê gớm quá, chắc gì Hồng Loan đã hợp thức quá giấy tờ nhà. Mẹ, cái băng nhóm của chúng mày comment chứ ai, cái băng nhóm của chúng mày comment chứ ai, đúng không? Ai để sau này, ai ngờ sau này ai dè đó. Nó sang tên cái nhà xong xuôi hết rồi, ngay từ đầu luôn, nhà cũng ở rồi, vậy mà làm sùm trên mạng làm gì vậy, làm gì và gì, cô chú nó kinh khủng luôn, kinh khủng đó. Họ sai thì họ có pháp luật xử lý. Ý là kêu nó là ai ngờ đâu là cái gì, ai ngờ đâu nó sang tên nhà xong hết rồi đó. Cái gì vậy mà lùm xùm trên mạng để làm gì, cô chú nó kinh khủng luôn. Ý là cộng đồng mạng nói cô chú nó đó kinh khủng luôn. Cái gì sang, ý là sang nhà rồi thì lùm xùm làm gì trên cộng đồng mạng, ý là nói vậy đó. Ai ngờ đâu là sang tên nhà đất rồi thì lùm xùm chi, lùm xùm cô chú trên mạng để làm gì, ý là nói như vậy đó, là dạng im đi đó. Được rồi, im đi, đúng rồi, im đi. Chắc mẹ con nhà con da chó chắc để yên cho nó. Họ sai thì có pháp luật xử lý, mắc gì cứ đem chuyện xấu gia đình lên mạng cho fan của nó chửi. Họ sai thì có pháp luật trị kìa. Mắc gì cứ đem gia đình lên trên mạng cho fan của nó chửi người ta. Nếu con người còn cái gì, nếu cái gì á, nếu có cái gì đó, đại khái là viết tắt, còn sống, nếu cố nghị sĩ còn sống chắc ổng cũng không ngờ em cháu ổng bị con Hồng Loan dồn đến chân tường luôn. Đúng rồi, bắt đầu con Mì Tôm nó phản hồi lại là cái gì, để con Mì Tôm nó phản hồi nha. Dạ em đồng ý chị ạ. Cái này là tao nghiến hoặc là con ve nó bình luận cho mày, đúng không? Rồi cái bắt đầu mày re lại, mày bắt đầu mày dạ em đồng ý ạ. Cái này là ve hoặc là tao nghiến đây này, tao nghiến hoặc là ve lên cái comment này, xong bắt đầu là con Mì Tôm á, con Mì Tôm bắt đầu phản hồi lại là cho một trái tim, xong rồi phản hồi lại là dạ em đồng ý. Ủa từ đồng bọn của chúng mày cơ, không đồng ý thì ai đồng ý, đúng không? Mày không đồng ý đi để xem mà nó có ta cho mày không, đúng không? Mày lên mày da dẻ mà mày chửi cỡ đó thì
rồi mày nó bơm máu cho mày, rồi nó rút đơn thư kiện mày, rồi vừa rút đơn đúng không, rút đơn xong lại còn bơm máu cho mày, thì làm sao mà mày không dám lên mà mày phốt cái loan với lại bà Ni đúng không? Mày được vừa ăn tiền mà mày vừa được rút đơn thì chắc chắn là mày phải lên mày chửi cái loan ra giả mỗi ngày rồi, chứ làm sao mà mày không đồng hành được. Không đồng hành chắc là để yên cho mày á. Dạ em đồng ý ý chị. Rồi mày đồng ý chứ, mày không đồng ý mày cũng chẳng được, mày phải đồng ý thôi. Cô nghe con nói cô mát lòng vì đâu, vì từ đầu cô đã nghĩ như con nói vậy đó. Hồng Loan não không có, không phải não người. Cảm ơn con dám lên tiếng vì gia đình à, chú Năm. Trời ơi trời, trời ơi trời, trời ơi, một cái nick đó là nó lên cách đây có 25 phút à, thì chắc là mới đây thôi nè, là kêu là đồng tình với con mì tôm, hiểu không? À, kêu là nói là cái loa nó là não không có não, à, không có não người, cho nên mới dồn người ta vào con chân tường, à, đúng rồi, ai dồn ai à? Ai dồn ai biết liền à? Nó không phải não người. Cảm ơn con đã dám lên tiếng. Trời ơi, giờ không lên tiếng cũng chẳng được, đúng không? Giờ đâu có ai chứa nó. Trời ơi, con này ai chứa nổi, đúng không? Đúng cả nhà. Con mì tôm này nó đã mất dạy rồi thì lấy đâu mà ai chứa nó được, đúng không? Thì giờ tụi bay phải coi như tụi bay đồng tình với nhau thôi, đúng không? Không đồng tình giờ ai đồng tình với nó? Nên giờ có chó nó đồng tình với nó. Rồi bớt diễn đi tụi bay ơi, cứ một đứa lên comment là một đứa bắt đầu đồng tình với đồng ý, trời ơi cùng băng nhóm với nhau chứ ai đâu mà vô đó mà dạng vô đó mà comment cho chúng mày, đúng không? Đúng không? Thì cùng cái băng nhóm con ve nó kêu là một người có thể làm được mấy triệu cái nick ảo đó, thấy không? Ghê, một người nhá mà làm được mấy triệu cái nick ảo, thôi tôi nể mày rồi. Hèn chi bao nhiêu cái nick ảo mà nó tấn công vô trên cộng đồng mạng, với tấn công vô những người mà đang ủng hộ Hồng Loan cũng như là tấn công vào kênh của tao, thì là hầu như là nick ảo của mày, đúng không ve? Cho nên mà hôm nay tao nghe được mày nói trên livestream của mày ấy, là mày kêu là một người có thể làm được mấy triệu cái nick ảo để mà đi comment rào, với lại coi như là để đi phá tất cả các cái kênh mà ủng hộ cho Hồng Loan. Trời ơi trời, vậy sao? Nhưng mà không nói sớm cái để tao còn làm nhiều cái nick ảo để coi như là để mà đi comment rào. Trời ơi trời, công nhận con ve nó cũng giỏi cho một ha, cái nghề gì nó cũng có luôn đó. Nghề gì cũng có, nghề làm gái cũng có này, rồi nghề mà 11 tuổi phá tay cũng có này, rồi nghề mà ăn giật ăn dòng cũng có này, đúng không? Rồi nghề mà đi ăn nhờ ở ké này, đồng sở yếu này cũng có này, rồi nghề mà thầu đám tang này, rồi nghề là nghệ sĩ bát dơ này, rồi là nghề chuyên làm nick ảo, chuyên làm nick ảo với xin ăn mày cộng đồng mạng, mỗi lần lên livestream là ăn mày người ta không à, xin tiền người ta không à, không biết nhục à, không biết nhục là cái gì, ngồi livestream mà xin tiền khán giả không à, ăn mày cộng đồng mạng không à. Trong khi đó là đàn ve con á, thì nó nghèo rất mùng tơi, còn mình á, thì thầu đám tang á, thì tiền vàng là bao la, mà ngồi trên livestream lúc nào cũng ngửa tay là ăn mày đàn ve con không à, không biết nhục là cái gì ha. Rồi còn ngồi nó mà khoe ra là một người làm được mấy triệu nick ảo đó, giờ bây giờ mọi người mới biết đúng không, đó là mày, nick ảo là mày, đúng không ve? Đúng rồi, cho nên mày bị khai khẩu đó ve, mày bị chú Năm chú coi như là chú sờ vào cái hầu của mày à, chú bắt mày phải nói ra những cái lời coi như là phải khai khẩu, những cái nick ảo là toàn bộ là của mày, mày vô mày chửi người ta không à, đúng không? À, được rồi ha, à, mày nhiều nghề lắm, mày tùm lum nghề à, không phải là nghề, không phải là nghề mà đi comment chào đâu, mà mày còn tứ đổ tường, hiểu không? Tứ đổ tường giống con mẹ mày á, giống như con sấu từ đường á, ha, giống con sấu từ đường nhà mày, rồi tối mai mốt con mày nó cũng kế ngôi, nó cũng giống như mày á, ha,
cái con Biju á, mai mốt nó cũng giống y chang mày luôn. Tao chờ là mai mốt nó còn hơn mày á, mai mốt nó cũng đi tàu đám tang giống như mày á, con Biju á. Nhớ vậy ha, chào nha, chào nha, tao sẽ gặp lại mày nha vậy ha, sẽ còn gặp lại chứ không phải là đá tôi đâu nha, tạm thời chia tay thôi nha.